Tòa án Liên Hiệp Quốc sẽ tuyên án hai người lãnh đạo Khmer Đỏ vào ngày 7 tháng 8, tin từ Phnom Penh. Tòa án được Liên Hiệp Quốc yểm trợ sẽ tuyên án hai người lãnh đạo Khmer Đỏ là Khieu Samphan và Nuon Chia vào ngày 7 tháng 8. Hai bị can truy tố các tội diệt chủng chống nhân loại, vi phạm nghiêm trọng các bản hiến chương Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến năm 1979, Khmer Đỏ đã tàn sát khoảng 1,7 triệu người Campuchia. Hai bị can bị truy tố khác là cựu Ngoại trưởng Leng Sari đã chết trong đầu năm nay và vợ ông Sari là cựu Bộ trưởng Xã hội Leng Thurit đang bị bệnh Alzheimer và đã được tuyên bố là không thể ra tòa nghe xét xử. Ông Bu Meng là một người sống sót từ trại tù Thuol Sleng có ít nhất 20.000 người bị giết chết nói rằng những người lãnh đạo Khmer Đỏ nếu không bị tuyên án tù chung thân thì ông ta không thể chấp nhận. Ông Lars Olsen là người liên lạc của tòa án nói rằng Khieu Samphan và Nuon Chia sẽ bị tuyên án vào ngày 7 tháng 8. Khieu Samphan và Nuon Chia đều không chịu nhận tội. Qua quyển sách phát hành trong năm 2007, Khieu Samphan đã biện hộ cho Pol Pot nói rằng thành phần chỉ huy cấp địa phương đã phản bội chế độ nên đối xử tàn bạo với người dân.